Xin chào tất cả quý vị khán giả, hôm nay chúng ta quay trở lại và mời tất cả quý vị khán giả tiếp tục theo dõi câu chuyện của anh ca sĩ Randy. Giọng thì em đạo giọng 100% đi nhận giai tài Phật. Thì video vừa rồi anh em YouTube cũng đã tận nơi và quý vị khán giả biết là hôm nay là có những cái thông tin mới mà bấy lâu nay thì chúng ta cứ nghĩ là sau khi xét nghiệm ADN với một số bà mẹ mà vừa qua thì cộng đồng mạng cũng như là tất cả mọi người đều hy vọng đó, thì sau đó là cũng không còn thông tin nữa. Nhưng mà điều này rất là may mắn là có một người nhân chứng còn sống, và những người mà còn hiện tại giống như là bà mẹ Úc năm nay 79 tuổi và cái người hàng xóm mà đưa mẹ Úc đi sinh em bé người da màu đó là 74 tuổi, thì hai cái người bạn này ngày xưa sống cùng với nhau và họ cũng cùng trang lứa. Và cái thời điểm đó thì nhân chứng cũng đã kể lại là bà mẹ Úc có quen một người lính Mỹ, và những người này cũng đã biết với nhau và họ cũng đã biết tên. Thì xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi chi tiết câu chuyện. Và kính thưa quý vị khán giả, khi mà Phương Văn làm truyền thông thì xin phép được chia sẻ những thông tin đến cho tất cả quý vị khán giả. Phương Văn làm truyền thông cho nên là những cái gì thông tin thời sự, tin tức, nói chung là chia sẻ thông tin để phục vụ tất cả quý vị khán giả thôi. Còn một số vị khán giả nào đôi khi có những người thương thì có những người cũng không đồng tình. Phương Văn cũng mong tất cả quý vị khán giả là ủng hộ Phương Văn về tin tức cũng như một câu chuyện nào đó chia sẻ trong cuộc sống đời thường, để nhằm phục vụ cũng như là cung cấp những cái thông tin để cho quý vị khán giả đôi lúc thư giãn cũng như là cập nhật về thông tin mới. Và Phương Văn cũng chia sẻ như thế này luôn, những cái thông tin mà Phương Văn chia sẻ thực ra là tất cả những anh em YouTube đi quay á, đôi khi quý vị khán giả thấy một thông tin mà rất nhiều kênh đưa. Vì sao? Có những cái câu chuyện là tới đó đặt một chục cái máy quay. Ví dụ như câu chuyện nói như thế này để cho quý vị khán giả dễ hiểu, là danh nhân Nguyễn Phương Hằng đi tới đâu thì quý vị khán giả thấy truyền thông nè, YouTube nè, những người YouTuber là quay phim. Như vậy thì mấy chục máy quay thì những cái thông tin đó cũng một thời điểm đó cũng một con người đó, nhưng mà mỗi người quay mỗi cảnh khác nhau thì cái thông tin đó được truyền tải cho tất cả quý vị có phải là mấy chục kênh không. Thì Phương Văn cũng như là anh em YouTube cũng tương tự như vậy, đôi khi là quay một cái câu chuyện nào đó thì đặt rất là nhiều máy quay chứ không phải là một máy. Cho nên nhiều quý vị khán giả đấy, tôi đã xem cái kênh này rồi, người khác là đừng có nói leo hoặc là nói theo hoặc là chia sẻ thông tin, tôi xem cái này cái kia rồi vân vân. Kính thưa quý vị khán giả, thì tất cả những người làm truyền thông như chúng tôi có thể một câu chuyện mà chúng ta rất là nhiều kênh, chúng ta mong muốn là lan tỏa hết cho tất cả mọi người, kể cả trên thế giới, những người Việt cũng như là người nước ngoài ở đâu đó khắp nơi trên thế giới. Tại vì bây giờ cái nhu cầu mà xem YouTube cũng như là thông tin ở trên mạng thì chúng ta ở đâu cũng xem được, cho nên những khán giả mà từng yêu quý, thương mến Phương Văn thì Phương Văn cũng mong mà quý vị khán giả đồng tình và ủng hộ Phương Văn về phần tin tức cũng như là một số câu chuyện nào đó. Chúng ta quay trở lại câu chuyện của anh Randy, thì quý vị khán giả cũng thông cảm, một câu chuyện một người không thể nào đăng tải hết những cái thông tin, đôi khi quý vị khán giả không gặp được cái kênh đó hoặc là cái kênh đó mình chưa có nghe qua lần nào, thì rất nhiều kênh truyền thông để chúng tôi truyền tải được cái câu chuyện đó lan tỏa khắp tất cả mọi người trên cộng đồng trên thế giới. Thì thành ra là một câu chuyện đó rất là nhiều người đưa tin về tin tức đó. Thì nếu khán giả nào ủng hộ kênh nào, theo dõi câu chuyện nào thì chúng ta có thể xem rồi thì chúng ta xem thêm để nắm được cái thông tin nhiều hơn. Còn một số quý vị khán giả nói là xem rồi không xem nữa và không cần, và Phương Văn nói leo nói theo vân vân gì đó, thì Phương Văn cũng đã giải thích để sau này quý vị khán giả biết được một câu chuyện có thể mấy chục người đặt máy quay chứ không phải là một hai người đặt máy quay. Cho nên chúng tôi làm truyền thông, chúng tôi là làm YouTube thì chúng tôi được quyền chia sẻ những cái thông tin đó nhằm phục vụ cho bà con mà thôi. Còn cái câu chuyện mà anh Randy hiện tại thì
ảnh cũng đã về Việt Nam, giống như là người hâm mộ cũng đã biết anh chia sẻ những cái video mà tìm kiếm mẹ. Hiện tại thì chưa có thông tin nha. Nhưng mà bây giờ cái thông tin của mẹ Út nè ở dưới Sóc Trăng đó quý vị khán giả, thì cái thông tin này Phương Văn nghĩ là rất là bổ ích cho anh ca sĩ Randy, cũng như là cái hy vọng mà tất cả những người thương yêu anh Randy đang mong mỏi và đang chờ những cái thông tin hữu ích, cũng như là cái thông tin mà còn sót lại đâu đó để cho hy vọng là anh Randy tìm lại được người thân và mẹ ruột của mình. Thì so với cái độ tuổi thì quý vị khán giả thấy là cái độ tuổi của mẹ Út năm nay 79 tuổi phù hợp với độ tuổi người mẹ của anh Randy. Sau đây là xin mời tất cả quý vị khán giả xem qua một cái đoạn ngắn người mẹ Út này quen người lính Mỹ như thế nào, và khi họ có một mối tình đẹp đó ra làm sao. Xin mời quý vị khán giả theo dõi cái video ngắn. Hồi đó là đợi bạn anh kia làm chuẩn bị á, làm trong cái khu đó, rồi bạn anh kia đồ lên lại cô quen nó lại đó, nó quen cũng không biết nó chuyện gì đâu, chỉ đợi chỉ chạy không à, chạy đầu gối hết trơn á, để sao cái kêu không kịp lợi đó, rồi chồng kẹo hồi đó biết mà nói là không có chứ cái mình ra nó cũng bồi. Câu chuyện của mẹ Út còn dài lắm, nhưng mà quý vị khán giả xem những cái thông tin mà Phương Văn trích lại những cái lời mẹ nói và chia sẻ như vậy, thì đó là một cái người thật, việc thật, đã từng quen người lính Mỹ và từng có em bé da màu, mà thời điểm đó thì mẹ cũng gặp nhiều khó khăn, cho nên là mẹ cho người em bé da màu đi và sau này tìm không được. Và cái điều đáng thương là mẹ Út hiện nay là không có con bên cạnh, không có con từ khi chia tay người lính Mỹ tới bây giờ là mẹ Út ở vậy và không có lấy ai nữa. Cho nên là hiện tại 79 tuổi vẫn sống một mình và đi chặt thuốc nam, cũng như là nương tựa vào những người hàng xóm láng giềng. Bên cạnh đó thì một nhân chứng đó là bà Tư, tuổi cũng đã 74 tuổi, thì bà nhớ rất là rõ như in cũng như là tên của cái người mà bạn trai, và biết mặt luôn, biết mặt người bạn trai đó. Rất là may là bà Tư cái thời điểm đó thì cũng hàng xóm láng giềng với mẹ Út, và tới bây giờ thì cũng là những người sống lân cận láng giềng, cho nên biết rõ câu chuyện này. Những người ở hàng xóm dưới quê thì người ta cũng biết mẹ Út đã từng sanh em bé da màu, và nơi đó nhiều bà con chia sẻ rằng là họ rất mong chờ những cái thông tin hữu ích giúp cho mẹ Út cũng như là anh ca sĩ Randy tìm lại cội nguồn của mình. Thì sau đây mời quý vị khán giả nghe chia sẻ của bà Tư trong một cái đoạn video ngắn sau đây. Biết mặt luôn cũng gì xuống đây cũng như là trước kia bằng ở quân dịch gì đó, người bà này cái cảnh quen đó cũng gì, cái bà kia thì làm ở Mỹ, cái ông này thì bà kia thì có chồng Mỹ rồi, ông kia cũng lo thoát thì theo lần lần cái quen bà này đâu cũng 5-6 tháng gì đó, trung thôi, nhưng mà biết tới luôn đó, ông là tên là xem rồi gì đó biết xem. Còn cái người kia, kính thưa quý vị khán giả, sau khi nghe bà Tư kể về câu chuyện mà trước đây người lính Mỹ tên là Chem, chắc có lẽ là bà Tư cũng không có nhớ họ hết đầy đủ đó, thì chỉ biết cái tên là Chem thôi. Nhưng mà bà Tư nói tên Sam, thực ra là người Mỹ ấy, người ta tên Chem đó quý vị khán giả, hoặc là tên Sam. Còn người kia thì bà Tư kể là tên San. Nói chung là khi hai cái tên đó thì chúng ta biết là cái người nước ngoài liền, đúng không? Như vậy thì bà Tư biết mặt nè, biết cả tên nè đó, rồi biết mối tình của bà Út với cái người lính Mỹ đó, và chính bà Tư cũng là cái người
mà đưa mẹ Út đi sinh em bé da màu, và chưa đi tới bệnh viện được thì đã đẻ lọt. Và mẹ Út cũng như là bà Tư kể lại câu chuyện giống như vậy. Ngày xưa đi làm sở Mỹ là trong cái lúc mà khó khăn đó, thì theo người bạn và đi giặt đồ phụ giúp công việc cho cái người lính Mỹ đó quý vị khán giả. Cho nên đi tới lui thì cái người lính Mỹ đó để ý thương mẹ Út. Và mẹ Út có kể là khi đó cũng qua cái người thông dịch và từ từ cũng biết được vài ba tiếng là tiếng Anh mà tiếng bồi thôi. Nói không có trọn câu, chỉ tiếng bồi thôi. Thì mẹ Út cũng nói một vài tiếng bồi tiếng Mỹ đó quý vị khán giả. Thì cái điều này bây giờ chúng ta đang chờ đợi cái kết quả sớm nhất. Thì Phương Văn cũng chia sẻ thêm, nếu như quý vị khán giả nào theo dõi cái câu chuyện anh ca sĩ Randy, thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi những cái thông tin mới nhất để Phương Văn cập nhật cho tất cả quý vị khán giả cũng như là các anh em YouTube đi thực tế để quay, đó là anh Công Trần TV cũng như là cái kênh mới của anh là Khám Phá Tây Bắc đó quý vị khán giả. Thì còn nhiều kênh khác, nhiều anh em khác, khi người ta đi quay người ta đặt cả chục cái máy quay, thành ra mỗi cái đoạn quay á cũng nhân vật đó, cũng cái câu chuyện đó, nhưng mà mong muốn truyền tải những cái thông điệp, những cái thông tin hữu ích cho tất cả quý vị khán giả cộng đồng trên thế giới biết được là những cái câu chuyện như vậy, để giúp cho tất chúng ta và tất cả những người mà đang quan tâm có những cái thông tin mới nhất, những người đã từng yêu và thương mến anh ca sĩ Randy. Phương Văn cảm thấy là đây là một cái điều tuyệt vời mà chúng ta biết được và dành cái tình cảm yêu thương lớn, rất lớn cho anh ca sĩ Randy. Và cũng cảm ơn cái người mà hàng xóm tốt bụng đã chia sẻ câu chuyện này và gọi các anh em YouTube để đến tận nơi quay và chia sẻ cái câu chuyện này. Không phải là mới đây mà Ba Tư chia sẻ là cách đây 3 năm cũng chia sẻ cái thông tin này, nhưng mà cái lúc đó là chắc có lẽ là những cái thông tin nó không có phù hợp hay là như thế nào thì không biết. Giống như đưa thông tin mà không có tới người YouTube, cũng như là đưa thông tin mà đặt trên Facebook, up lên Facebook cá nhân hay gì đó, thì ít người xem, ít người biết. Chứ nếu như mà 3 năm trước như bây giờ thì gọi các anh em YouTube thì người ta sẵn sàng đến chia sẻ thông tin cũng như là hỗ trợ cho người thân để đi tìm kiếm lại những người thân yêu thất lạc của mình. Đó, thì tới ngày hôm nay cũng vẫn chưa muộn quý vị khán giả. Thì bây giờ bà Tư đã chia sẻ rồi, mẹ Út cũng hy vọng từng ngày để cho anh ca sĩ Randy và bà Út có một cái duyên gặp nhau. Hy vọng đâu đó là một cái thông tin còn sót lại cho anh Randy và mẹ Út để tìm lại người con thất lạc của mình. Phương Văn chia sẻ những thông tin như vậy, và tiếp theo thì mời quý vị khán giả cũng chờ đợi cái kết quả mà anh Công Trần TV ảnh đã đến tận nơi để đi cắt móng tay và lấy cái mẫu tóc để xét nghiệm. Và Phương Văn cũng chia sẻ lại những cái thông tin mà trước đây Phương Văn cũng đã từng cập nhật cái thông tin mà đi xét nghiệm ADN đó quý vị khán giả. Chia sẻ thêm thôi chứ sau này quý vị khán giả mà nếu ai trong mình á, trong một số quý vị khán giả cần đi xét nghiệm về để làm giấy tờ đi nước ngoài cũng như giấy tờ cái gì cần thiết mà đến xét nghiệm ADN á, thì cũng có thể tham khảo giá. Hiện tại thì cái giá hôm trước Phương Văn có liên hệ ở trung tâm xét nghiệm đó, để cũng có một người ở Việt Nam cũng mong muốn là xét nghiệm đó, thì Phương Văn cũng hỏi qua thì cái số xét nghiệm á là giữa mẹ con thì nó sẽ dễ hơn, rất là dễ, và cái số tiền dao động từ 3 tới 5 triệu. Còn xét nghiệm ADN giữa anh em, chị em, hoặc là nói chung là sau cái thế hệ mà gần nhất, anh em, chị em, cô bác, chú gì đó, thì xét nghiệm nó phức tạp hơn, cho nên cái bảng giá dao động là tới là 5 đến 6 triệu đồng. Hồi năm ngoái Phương Văn cập nhật nha, tới năm nay thì không biết là có lên chút đỉnh gì hay không, không biết. Và chúng ta cũng có thể không cần cái người chính thức, cái người chính thức đi tới cái chỗ trung tâm xét nghiệm, mà hai cái mẫu xét nghiệm, ví dụ như mẹ con, như anh Randy đó, thì anh có gửi cái mẫu ở trung tâm xét nghiệm rồi. Thì nếu như anh không có ở Việt Nam, cũng như là những cái người khác
hiện tại là muốn xét nghiệm thì cắt cái mẫu móng tay với tóc đó gửi lên chỗ trung tâm xét nghiệm, và cái người làm cầu nối cũng như là các anh em YouTube để hỗ trợ giúp đỡ đó, thì đi lên đó gửi mẫu xét nghiệm và sau đó là tầm 3 tới 4 ngày là có kết quả ha. Còn nếu như mà xét nghiệm anh em thì phức tạp hơn, có thể là xét nghiệm là tới 10 ngày, lên đến 10 ngày. Đó là Phương Văn đã hỏi mấy chị bên trung tâm xét nghiệm. Phương Văn nói như vậy để cho quý vị khán giả sau này có tham khảo, nếu cần xét nghiệm cái gì đi nước ngoài, hoặc là cần xét nghiệm gì bổ sung giấy tờ hồ sơ của mình gì đó, thì mình cũng có thể là đi xét nghiệm, và cái bảng giá theo là thống kê chung bên trung tâm xét nghiệm là trước đây cũng cập nhật trên mạng đó quý vị khán giả. Còn bây giờ thì chúng ta hãy chờ đợi, hiện tại cũng đang cắt móng tay và lấy cái mẫu xét nghiệm, thì có cái thông tin mới nhất Phương Văn và một số anh em YouTube sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cho quý vị khán giả. Mong tất cả quý vị khán giả ủng hộ kênh Phương Văn cũng như ủng hộ anh Công Trần TV để anh tiếp tục theo dõi và giúp cho mẹ Úc tìm lại cái người con Mỹ Lai thất lạc của mình. Và mẹ cũng chia sẻ rất là hy vọng 100% để tìm ra cái người con của mình. Và chúng ta cũng vậy, hồi hộp chờ đợi. Và ai cũng mong muốn và thương anh Randy để mong anh còn sót lại những cái thông tin hữu ích như vậy. Và có cơ sở để chúng ta, những người hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, lấy cái mẫu móng tay và tóc để đi xét nghiệm. Phải có cơ sở, phải có người nhân chứng như vậy thì cái thông tin nó hầu như là nó có cơ sở. Còn nếu mà những người mà đi xét nghiệm mà không có cái cơ sở, nói tôi là chị, tôi là mẹ gì đó, thì cái điều đó là thật sự phải chúng ta phải qua xét nghiệm ADN. Dù cho có cái thông tin cơ bản nhất, nhưng mà biết đâu được, có thể là mẹ sinh một người em bé da màu mà cái người khác họ cũng đã đi Mỹ rồi. Tại vì bây giờ ở Việt Nam là không còn sót lại người nào ở Việt Nam nữa. Tất cả người con lai Mỹ được Mỹ bảo lãnh cũng như là hỗ trợ đã đi sang Mỹ định cư. Thôi thì Phương Văn xin phép khép lại thông tin tại đây. Mong quý vị khán giả tiếp tục cập nhật tình hình mới, thông tin mới. Xin kính chúc quý vị khán giả một ngày mới an nhiên, hạnh phúc. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.